Video này tóc.net sẽ giới thiệu đến anh chị em mẫu tông đơ cắt tóc cho bé. Thì cái loại tông đơ này là mẫu tông đơ tầm giá 200, thì chất lượng kèm theo nó cũng phù hợp với mức giá. Nó bao gồm là một cái tông đơ xích cơ và bộ ba cử, một phổi, một bình dầu và một dây sạc điện trực tiếp ha. Thì con này là sử dụng pin sạc, thì mình xài hết pin mình vẫn có thể sử dụng cắm dây điện vô mình cắt liên tục cũng được ha. Thì đối với những cái dòng tông đơ mà 100 mấy á, thì nó sẽ tiết kiệm hơn, đó là nó chỉ có một cái tông đơ và một cái cử sạc thôi, thì cái dòng này nó cao cấp hơn chút xíu thì nó sẽ đi kèm ba cử ha. Rồi đây là cái tổng quan thông số máy ha. Con này sạc tầm 8 tiếng và cắt từ 40 đến 60 phút, tầm 1 tiếng. Thì những cái dòng tông đơ cắt tóc cho bé thì mình có thể mua tiết kiệm, thì mình có thể mua cái dòng tông này thì tốc độ cắt vừa phải, mình mở máy ha. Đó, nó cũng khá êm, lưỡi cắt này cũng khá bén, cắt được cả tóc người lớn luôn. Mình muốn tiết kiệm thì trong mùa dịch thì các bạn có thể, anh chị có thể sử dụng con này là có thể cắt cho bé ở nhà được với phân gốc rẻ tiền ha. Video này tóc.net sẽ giới thiệu đến anh chị em mẫu tông đơ cắt tóc cho bé. Thì cái loại tông đơ này là mẫu tông đơ tầm giá 200, thì chất lượng kèm theo nó cũng phù hợp với mức giá. Nó bao gồm là một cái tông đơ xích cơ và bộ ba cử, một phổi, một bình dầu và một dây sạc điện trực tiếp ha. Thì con này là sử dụng pin sạc, thì mình xài hết pin mình vẫn có thể sử dụng cắm dây điện vô mình cắt liên tục cũng được ha. Thì đối với những cái dòng tông đơ mà 100 mấy á, thì nó sẽ tiết kiệm hơn, đó là nó chỉ có một cái tông đơ và một cái cử sạc thôi, thì cái dòng này nó cao cấp hơn chút xíu thì nó sẽ đi kèm ba cử ha. Rồi đây là cái tổng quan thông số máy ha. Con này sạc tầm 8 tiếng và cắt từ 40 đến 60 phút, tầm 1 tiếng. Thì những cái dòng tông đơ cắt tóc cho bé thì mình có thể mua tiết kiệm, thì mình có thể mua cái dòng tông này thì tốc độ cắt vừa phải, mình mở máy ha. Đó, nó cũng khá êm, lưỡi cắt này cũng khá bén, cắt được cả tóc người lớn luôn. Mình muốn tiết kiệm thì trong mùa dịch thì các bạn có thể, anh chị có thể sử dụng con này là có thể cắt cho bé ở nhà được với phân gốc rẻ tiền ha.